Hi, welcome back to my channel, Stars Critical. Let's go. Let's go. Thank you.
ICU.
Let's go. Trong video này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 6 món đồ. Let's go. Thank you.
Rộng lớn và các bạn sẽ phải đi từng tầng một trong tòa lâu đài này và tìm tất cả những chiếc chìa khóa. Và khi đó, khi đủ 9 chiếc chìa khóa thì các bạn sẽ ở trên và mở được một cỗ quan tài trên tầng cao nhất. Và khi đó thì các bạn sẽ lấy được chiếc chìa khóa để thoát khỏi lâu đài này. Ở đây các bạn cần một chiếc chìa khóa màu xanh để mở những cửa màu xanh ở đây rồi. Và khi đó thì trong màu xanh đó thì trong nghĩ thì bà Granny đang bị nhốt ở trong đó và bà ta có cầm một chiếc chìa khóa khác. Và khi các bạn mở được cánh cửa đó ra thì các bạn sẽ lấy cái chiếc chìa khóa mà bà ta đang cầm. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tầng tiếp theo. Let's go. Đây thì các bạn sẽ phải đi tìm 6 mảnh giấy. Okay, father get the truck.